Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Fislo Plus. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Fislo Plus cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Fislo Blood hiền Vitamin C Kẽm Chiết xuất diệp hạ châu Vitamin A Vitamin E Phụ liệu, đậu nành, gelatin, sáp ong, glycerin, FD và seret, tị nạt niềm oxit, sorbitol và nước công dụng giúp chống oxy hóa chống gốc tự do hạn chế lão hóa đối tượng sử dụng người trưởng thành hướng dẫn sử dụng ngày uống một viên trong bữa ăn hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ chú ý sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh lưu ý và thận trọng tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng không lạm dụng không tự ý tăng liều mà chưa được sự đồng ý của bác sĩ kiểm tra hạn dùng trên bao bì và chất lượng viên uống không dùng sản phẩm quá hạn hay viên bị hư hỏng biến màu mùi trong quá trình sử dụng nên bổ sung vào chế độ ăn các thực phẩm như cà tím các loại đậu trà xanh nho đỏ sô cô la lựu ngủ nghỉ và tập luyện đầy đủ chống chỉ định không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Fislo Plus, đồng thời biết cách sử dụng Fislo Plus, sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham